Vâng, chào các cụ các mạ, lại quay trở lại với kênh mua bán của em Vũ Duy Ô Tô. Em Vũ Duy Ô Tô bên hội ô tô fan Việt Nam các bác nhá. Một chiếc xe vừa về cửa hàng xong, một mẫu xe gầm cao máy khỏe. Con này thì được độ gầm lên rồi nên là nó đã cao, đây nó lại còn cao hơn các bác ạ. Một chiếc xe Navara bản L sản xuất năm 2017, nhập Thái, máy dầu một cầu, số tự động. Đây là một chiếc xe mang biển số thủ đô Hà Nội 29H58987. Con này đã mang thủ đô Hà Nội rồi thì khẳng định với các bác là yên tâm là không bao giờ biết người ta gọi là nước mặn nhiễm vào gầm bệ đấy ạ. Vâng, một chiếc xe đẹp với động cơ máy 2.5 DTDI VGS Turbo, dòng xe khỏe lành, động cơ máy dầu 2.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu dầu của chiếc xe thì cũng tương đối là ngon. Và chiếc xe này thì gầm bệ máy móc còn nó sáng choang luôn, máy số zin, gầm bệ chắc chắn và bao cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước, nếu mà phát hiện ra là cho luôn con xe cũng được. Một chiếc xe đẳng cấp hạng gọi là bán tải, thương hiệu đến từ Nissan, và dòng này thì nói chung là cũng là một cái dòng xe bền lành vô đối, máy số ngon, gầm chắc và được cái là bác chủ có cái độ 4 quả lốp Otani, dòng lốp mà chuyên để gọi là leo đèo lội suối vượt địa hình nhá, nên là rãnh lốp nó rất dày này các bác ạ. Đấy, 4 quả lốp Otani mới tinh luôn tình luôn. Và chiếc xe này thì cũng là một chiếc xe chạy khá là lành, gầm cao máy khỏe, chạy địa hình cực sướng luôn. Và bên em Vũ Duy Ô Tô thì vừa về con này từ ngày hôm qua. Và chiếc xe này thì bây giờ bên em Vũ Duy Ô Tô đang bán với cái giá nó chỉ hơn 500 triệu đấy ạ. Đấy, hơn 500 triệu ngay được một con xe đẹp như thế này. Và chiếc xe này thì bây giờ vẫn có trả góp bình thường nhá. Nhưng mà đợt này thì cũng kính thưa các bác là bên ngân hàng người ta siết chặt hơn về các cái vùng, nên là cũng tùy vùng là có thể trả góp được. Còn đâu các bác mua trả thẳng thì giá nó cũng rất là mềm thôi, chỉ loanh quanh hơn 500 một chút thôi ạ. Và đây là một chiếc xe đã được độ lên gầm rồi, giảm sóc rất là hoành tráng luôn. Và các bác có thể nhìn là cái kiểu dáng của xe đấy ạ, đã thanh thoát hơn, cao thoáng hơn. Đây các bác nhìn ngay từ phần dưới này, trông rất là cao thoáng luôn nhá. Và dòng này thì nói chung là các bác đi lội suối rồi các bác đi đường ngập lụt thoải mái luôn, nó không phải lo đến cái chuyện là chết máy dọc đường. Và đây cũng là một cái dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, đặc biệt là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng động cơ này chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 km ạ. Đây là con xe chạy dầu nhá, không nhiều bác lại nghe từ nãy giờ lại bảo xe chạy xăng. Đấy, máy khô gầm thoáng, và đặc biệt là đây, cái phần tối này thì em phải quay ngay này. Đấy, sắt xi của xe thì đen xì luôn. Đấy, có được phun phủ chống mọt rồi, và sắt xi là đen xì không có han nhá, không hề han một tí nào luôn. 4 quả lốp Optani Onatrai AT thì cái lốp này toàn là lốp mới 2021 rồi. Đây à, lốp mới nguyên một dàn 2021 luôn. La răng 6 chấu, la răng 16 inch, la răng 6 chấu đấy ạ. Lốp Optali, các bác nhìn ạ, lốp dày khự luôn. Và cái lốp này là lốp chuyên vượt địa hình các bác nhá. Dòng lốp là đấy. Riêng các bác đã lợi được cái này là 4 triệu một quả rồi. Đấy, thế còn về phần giảm sóc ở phần gầm hậu sau này, các bác nhìn ạ. Vâng, đã được độ nâng gầm bằng hệ thống giảm sóc rất là cao cấp. Vâng, và toàn đồ nhập khẩu thôi. Đấy, các bác nhìn đi. Vâng. Và chiếc xe thì được dẫn động cầu sau, máy số rất là ngon. À, lốp zin của nó, lốp zin thì là dòng lốp mềm. Đấy, không phải là lốp để chuyên vượt địa hình. Còn tất cả sắt xi gầm bệ của xe thì vẫn còn sáng căng luôn. Xe này thì nói chung là đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng ngập nước, bao cam kết cho bác nhá. Nên các bác yên tâm. Hệ thống đèn hậu của xe thì các bác nhìn ạ. Vâng, đã được ốp thêm cả cái nẹp nhựa rất là đẹp. Đấy, ốp sườn nẹp nhựa đấy ạ. Rất đẹp luôn nhá, phần tầng rõ ràng, đèn đóm sáng choang. Còn bên này cũng thế này, các bác nhìn ạ. Đấy, rất rõ ràng luôn. Và đèn thì xe không có gãy vỡ và không có ố mốc nhá. Thế còn đằng sau thì tất cả các cái logo, ví dụ như Navara hay là L thì còn nguyên, tem nhãn còn nguyên. Xe này thực sự là bác chủ bác ấy chỉ gọi là chở linh tinh thôi. Toàn hôm ấy bác ấy bảo là anh chỉ chuyên chở bột mì từ gọi là nhà cửa hàng ở nhà đấy ạ, đến mấy cái chỗ cửa hàng quán ăn đấy ạ. Thế đâm ra là cái thùng xe này nó vẫn còn rất là sạch mới luôn. Cái này thì em có chưa dọn dẹp gì cả, cái này chỉ cần đánh bóng lên phát là ok luôn, gần như là mới tinh. Thế còn các cái phần keo chỉ đằng sau thùng nha các bác nhìn này, chỉ keo sau thùng nó còn nguyên này. Đấy, còn nguyên luôn, bao cam kết cho các bác rồi. Và chiếc xe thì được độ hai cái giảm chấn. Đấy, hai cái giảm chấn cho các bác, hai cái ti giảm chấn để nó không bị đập thùng. Đấy, cái đấy cũng là cái rất là cẩn thận của bác chủ. Còn đâu nói chung là người ta bảo rồi,
cái đồ của mình giữ đấy, đấy tự dưng em lại quên đấy. Vâng, nó gọi là của bên tại người. Vâng, của bên tại người. Thế nên là khi mà nhìn thấy chiếc xe thì cũng biết là phải nói bác chủ bác cũng là một người sạch sẽ và bác ấy giữ gìn xe rất là cẩn thận luôn. Đấy, toàn bộ tay nắm cửa thì được mạ chrome hết. Và các bác nhìn này, sơn zin này. Đấy, sườn tôn nó đẹp như thế này mà. Đấy, căng từ đầu cho đến cuối, căng từ trên xuống dưới. Đấy, và bậc để chân này, đạp rất nhẹ nhàng nhá. Cửa mở nhẹ nhàng luôn, chỉ keo bao zin cho các bác luôn. Con này thì bao zin, bao đâm đụng cho các bác nhá. Nhiều bác đi nhìn chỉ cứ phải bấm bấm, em nói thật các bác chứ giờ chỉ cần gõ tôn thôi. Mình gõ là ra, mới lại là bên em thì lấy xe về đấy ạ, là đã qua 3 lần test xe rồi. Nên các bác thực sự yên tâm luôn. Đây, được ốp bọc hết này, đẹp luôn này. Đấy, kính điện 4 cánh là nhẹ nhàng nâng hạ điện đoàn hoàn toàn luôn. Còn trần chiếc xe này các bác nhìn ạ, trần 6D này. Đẹp luôn, căng luôn. Đấy, sạch sẽ và không có lỗi nhá. Còn nội thất hàng ghế thứ hai thì cũng đều là nội thất zin. Đấy, ghế da sờ rất là mịn màng và cái dòng này thì nói chung là cũng là dòng da cũng rất là chất lượng. Đấy, còn độn ghế ở đằng trong thì nó là cao su thiên nhiên rồi. Còn cái khoảng để chân của cái chiếc xe Navara này thì cũng tương đối là rộng ạ. Và đặc biệt là cái hàng ghế thứ hai thì nó lại có cả cửa gió điều hòa phía vùng sau. Vâng, hiện đại hơn hẳn những cái dòng xe khác là không có cửa gió điều hòa. À, còn dòng nào thì các bác tự biết nhé, chứ em không nói ra, nói ra lại bảo là so sánh này nọ. Đấy, thế còn đây là, các bác nhìn ạ, vâng. Và rất nhiều hãng xe thì người ta chỉ chăm chút phần đầu thôi. Ví dụ như Triton. Đấy, Triton hoặc là thế lúc nhiều lúc là cái phần cửa gió đằng sau người ta không chăm chút, dẫn đến là cái về cái phần người ngồi sau là không được gọi là hưởng thụ những cái tinh túy của xe. Đấy, đâm ra là nhiều bác ngồi sau nóng lưng. Thế nhưng mà đây một chiếc xe phải nói là được chăm chút rất là tỉ mỉ và cái dòng này thiết kế thì khỏi bàn. Đấy các bác nhìn các cái chi tiết nhựa của nó này, còn đẹp như mới luôn. Đấy, cả cả các cái ốp này nó bóng lừ luôn. Đấy. À, và đặc biệt là con này đấy mới phát hiện ra các bác này. Úi giời, loa súp luôn các bác. Và có cả loa súp luôn nhá. Qua loa này thì chắc chắn là không phải MBQ rồi. Nó chui xuống gầm nên là em cũng không nhìn thấy nó là loa gì. Thế nào. Ái chà, dày phết các bác. Và khá là dày. Và con này thì đấy, loa xịn luôn. Có dính nhá. Đấy, loa súp, có loa súp nhá các bác nhá. Đấy, nói chung là như vậy là các bác yên tâm rồi. Có nguyên quả loa súp nhạc nhẽo đập bình huỳnh cho các bác luôn. Loa này là loa thôi, để tí kiểm tra. Vâng, kiểm tra cho nó kỹ. Chứ cái này nó đang nằm dưới đây mà lại còn dính ở dưới ghế luôn. À, đấy bác chủ bác lắp rất là cẩn thận. Còn các cái này nó còn sáng choang luôn này. Các cái bẩn này, cái chốt móc khóa này, các bác nhìn nó còn sáng choang luôn. Đấy, da ghế đẹp. Đấy, cứng cáp luôn. Và phần táp lô này các bác nhìn này ạ, táp lô này. Ở trên này là túi khí an toàn này, còn các cái phần này nó còn nhựa, nó còn nguyên sần đẹp luôn. Đấy, cứng luôn này. Đấy, các cái chỗ để cốc nó chén này, rồi hộc đồ này. Đấy, và các bác có thể nhìn là cái phần này thì nội thất bên trong là được mạ vân carbon hết rồi. Cái này là ốp vân carbon dạng vân nhựa cao cấp ấy ạ. Đấy, trông nó rất là hiện đại và xịn sò luôn. Đấy, bên này thế này. Đây là một chiếc xe số tự động nhá các bác nhá. Một chiếc xe số tự động một cầu. Đấy, có định vị Navi các thứ, màn hình cảm ứng luôn này. Không thiếu cái gì. Úi giời. À, xem nó có cái gì không. Vietmap F1 à? À, đồng hồ này thì có hơn 100.000 nữa các bác ạ. Vâng, đấy, nó có định vị luôn ở đây này. Đấy. Đã tìm được vệ tinh. Đấy, đấy, đã tìm được vệ tinh. Đấy, hàng xịn nó khác ngay. Vâng, thôi chuyển phỏm đã. Đấy, còn rất nhiều ví dụ. À, không có đĩa rồi, không có đĩa thì cái này cắm USB cho nhạc nó nhỏ đi một chút. Vâng. Thế còn đâu về phần nội thất bên trong thì các bác nhìn ạ, cũng khá là mới mẻ. Xe này nói chung là một chiếc xe đời cao, máy khỏe và gầm sáng. Đây cho các bác xem gầm luôn này. Một chiếc xe gầm sáng luôn nhá. Và khoảng sáng gầm của con này thì lên đến 50 phân luôn. Đấy, rất là sáng, thoáng, không có mục mọt. Và con này thì leo đèo lội suối thoải mái. Cái này tại sao bác chủ bác cái độ này? Vì là bác ấy cũng là một người ưa đam mê xê dịch ạ. Bác ấy cũng đã đi chiếc xe này lên các cái cung đường. Nói là một cầu thôi nhưng phải nói là con này là một chiếc xe cũng khá là linh hoạt, không hề bị bó buộc bởi những cái đồi núi dốc. Nên là bác ấy bảo chơi con này cũng rất là ok. Thế nhưng mà bác ấy về sau bác ấy có điều kiện bác ấy lên một chiếc xe hai cầu, bác ấy đi cho nó sướng. Thế còn hệ thống đèn trước của xe thì bóng trong luôn, trong mà không hề có rạn nứt nhá.
Còn bi cầu thì các bác là độ bi Fuji, dòng bi cao cấp, và ánh sáng của cái bi này thì nó cũng tương đối là sáng, cực kỳ sáng luôn đấy ạ. Vâng, còn cản trước xe thì sạch sẽ rồi, không có lỗi lầm. Xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng nhá, máy số zin, hồ sơ pháp lý thì chuẩn chỉ. Và cái xe này thì sang tên cũng rất là đơn giản luôn. Đấy, tôn cabo nó mỏng vậy mà. Vâng, và bây giờ thì ta sẽ cùng tiến hành đề nổ. Thường thường nhiều bác là không biết sử dụng nhá, thì các bác nhớ là mình sẽ bấm nút mở khóa ở cái này, sau đó thì mình mới đề nổ được con này, chứ không phải là cứ vào là đề nổ đâu. Đấy, đè lên cái là máy lên rất là êm. Và chiếc xe thì đấy, cảnh báo luôn là đang chuẩn bị đổ dầu chạy, chứ còn không có lỗi gì nhá các bác nhá. Xe là không có lỗi. Con này được cái là đặc biệt là cái phần vô lăng này, tất cả các cái phần ốp vô lăng này nó còn đẹp như mới luôn. Đấy các bác nhìn ạ, ốp vô lăng đẹp như mới này, căng đét luôn này. Và có thêm một cái này gọi là cái bệ tì, khi mà các bác xoay vô lăng ấy, dùng cái này để xoa xoa ra thì nó sẽ không bị trượt tay và gây đau tay. Còn đâu là các cái chức năng của xe thì khá là ổn. Gương kính chỉnh điện đầy đủ và có xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương. Đấy, bầu gương mạ chrome sáng bóng luôn. Và phải nói con này gầm cao, đứng đây cái mà cabo còn ngang ngực cơ mà. Vâng, độ lưng đến 15 phân. Riêng dòng bán tải đã thuộc dạng là gọi là cao to đen hôi rồi. Chiếc xe này, ai à, đây chống cabo nó lại ở dưới này cơ. Vâng, riêng chiếc xe này thì lại được gọi là còn cao hơn nữa cơ. Đấy, đi những cái dòng là xe cao to hầm hố này thì thấy nó cũng sướng các bạn. Em chống nắp cabo đã. Đấy. Và các bác có thể nhìn thấy máy của chiếc xe là sử dụng động cơ máy 2.5, máy số zin nguyên từng con ốc luôn, chưa có ra máy. Máy số zin nguyên. Xe còn cứng cáp và turbo khô sạch, không có lỗi lầm nhá. Bao cam kết test hãng thoải mái cho các bác luôn. ABS đầy đủ. Đấy, và các bác nhìn này, đầu à. Đấy, các bác nhìn này, tất cả cái đầu à. Đấy, còn nguyên. Tai đèn còn nguyên. Xe thì đảm bảo là không có đâm đụng à, không tai nạn ngập nước này. Đấy, máy số rất là ngon lành phở luôn. Chạy rất là ok. Đây các bác nhìn này, đầu ốc này nó còn nguyên luôn này. Đấy. Và một chiếc xe đời 2017 với cái giá hơn 5 đồng một chút thôi. Đấy, xe rất là cứng cáp và không có lỗi lầm, vào test hãng thoải mái cho các bác luôn. Và con này thì nếu mà bác nào mà muốn trả góp ấy, thì các bác cũng chỉ cần bỏ ra tiền khoảng tầm 200 là các bác đã sở hữu ngay chiếc xe này rồi. Nói chung đời 2017 được 5 năm thế nhưng mà các bác đã lợi hơn được rất rất nhiều so với xe mới. Và thực sự là cái form này vẫn là form rất là đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn đây là một mẫu bán tải hầm hố to cao, và phải nói là chiếc xe này cũng là một chiếc xe rất là ok. Đấy, những ai mà yêu thích cái dòng xe bán tải, và đặc biệt là những chiếc xe bán tải gầm cao máy khỏe, thì cứ chơi em này là ok. Vì vừa là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ cần một cầu thôi, không cần nhiều. Và thực sự là những cái mẫu xe này thì cũng rất là được ưa chuộng. Đấy. Ui giời, ngồi trong xe thì cũng thấy thoải mái vô cùng luôn các bác ạ. Đấy, rất là thoải mái chứ không hề bị gò bó. Đấy, và cửa hàng bên em thì có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nên là các bác mà muốn xem xe thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Đấy, lái thử và trải nghiệm tại Vũ Dương ô tô. Đấy, mình ngồi trên những con xe mà gầm cao này đi rất sướng các bác. Mặc dù là không phải mẫu hai cầu đâu, nhưng mà với địa hình bình thường thì đây là một chiếc xe không để ý với những cái địa hình gọi là không quá gọi là khó khăn lắm. Được cái mình đi những cái dòng này thì đi nó rất là hay. Đấy, khả năng leo đèo lội suối tốt, khả năng vượt lũ tốt. Vâng, cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, và cam hành trình thì có luôn để cho các bác yên tâm khi mà các bác đi này. Rồi camera lùi. Đấy, camera lùi luôn cho màn hình để cho các bác khi mà các bác lùi lại đấy thì các bác sẽ quan sát tốt hơn, dễ dàng hơn. Gương chiếu hậu chỉnh điện đầy đủ nhá. Đấy, có hết đầy đủ luôn cho các bác. Vâng, một chiếc xe đẹp mà gần như là mới tinh luôn, lăn bánh được 7,6 vạn, xịn sò luôn. Đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô với cái giá chỉ có 525 triệu đồng. Ai quan tâm alo cho em 0869 158 926. Đấy, cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt. Đấy, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô. Con này thì là điều hòa là chỉnh cơ thôi, nhưng mà khá là mát. Đấy, còn nói chung là chả có cái gì quan trọng hơn nữa rồi. Tất cả những chức năng cơ bản thì rất là ok và yên tâm rồi.
Đấy, gạt mưa nhẹ nhàng. Úi giời, êm ái phết các bạn. Cảm ơn các bác nhé.